Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một em máy KV nha anh em. Đấy anh em, đây là một em máy cưa anh em ha, KV G750 nha anh em. Đấy, thì như thế này anh em ạ. Con máy này là Quang Thái khui trong thùng vừa ra luôn anh em, vừa xong anh em ha, đợi lên đây. Thì giới thiệu cho anh em xem. Đấy, thì một con máy cưa gỗ nha anh em, có thương hiệu là KV anh em ha. Thì thương hiệu này cũng đến Việt Nam cũng lâu lắm rồi anh em ạ. Nếu như nhớ không lầm là hãng KV G755 này, G750 này anh em, thì cũng đến Việt Nam cũng đâu đó 10 năm rồi anh em ạ. Thì một cái thương hiệu mà được tồn tại đến ngày hôm nay là như thế nào anh em ạ? Thì có chất lượng anh em, có chất lượng nha anh em nhé, có chất lượng nhất trong phân khúc anh em nhé. Đấy, thì em máy này anh em máy không ha, chưa có làm là giá 2.3 triệu nha anh em. Đấy, chưa có làm ha, chưa có làm sách anh em ha. Thì trong máy là như thế này anh em ạ. Đấy, Quang Thái khui hết rồi anh em. Thì công ty ha, công ty thương hiệu là KV ha, mẹ của em ấy là G750. Đấy, một tặng một túi đồ người và một bình heo nhiên liệu và một cái bọc lam anh em ha. Thì anh em muốn mua lam xích tùy mình nhu cầu mình dùng, ví dụ như lam 50 xịn thường, xích thường, thì Quang Thái sẽ báo giá sau. Clip này thì Quang Thái chỉ nói về em máy thôi anh em ha. Đấy, thì anh em mình muốn mua dùng lam xích xịn etin hay là lam xích giá rẻ thì đều có hết nha anh em. Quang Thái báo giá của em máy này là 2.3 triệu anh em ha. Thì như thế này anh em, Quang Thái sẽ đỡ cái điện thoại xuống anh em ha. Rồi, Quang Thái sẽ nói sơ qua về máy này anh em, đỡ mà mình phân biệt được một cái em máy chính hãng mà có chất lượng anh em. Thì anh em lưu ý như thế này, cái thương hiệu và cái tem anh em của cái sản phẩm mình mua nó phải là bằng kim loại anh em ha, và được in nổi như thế này là hàng Trung Quốc chính hãng ha, phân khúc tốt trong tầm giá anh em ha. Đấy, thì mình xem như thế này anh em, một ha, một điểm ha là bên chụp giật ha. Đấy, và trên đỉnh anh em. Đấy, để máy xuống đây bị khuất rồi anh em ạ. Đấy, trên đỉnh đây anh em. Đấy, cái mát trên đỉnh đây. Đấy, trên đỉnh đây nó cũng phải là bằng kim loại anh em ha, nó giống nhau luôn anh em. Đó, mình phải phân biệt được. Đấy, và phía bên này, phía bên ốp lam anh em ha, cũng là mát kim loại được in nổi ha. Đấy, đó là mình lựa chọn một em máy đúng hãng của Trung Quốc mà có chất lượng anh em ha. Đây, trên nắp boe đây, trên nắp lọc gió đây anh em, KV luôn ha, G750 ha. Đấy anh em, đây là mình nhận diện sơ qua về một em máy đỡ mình nói lên chất lượng của con máy. Đấy, còn bên trong nó như thế này anh em ạ. Đấy, nó dùng chế bên mình mở ra rất là mất thời gian anh em nhé, thì chắc chắn nó dùng chế Yehua. Xin lỗi anh em, chế Yehua lộn lộn. Yuri anh em ạ, Yuri anh em, chớ Yuri anh em ạ, Yuri anh em, chúa chớ Yuri anh em. Đấy, chớ Yuri anh em ha. Đấy, em này là dùng chớ Yuri, thì chúa chớ Yuri anh em. Đấy, thì chớ Yuri này nó chỉ đứng sau quanh bà đồ thôi anh em ạ. Đấy, và đây anh em, hơi anh em. Hơi nè anh em, thì trong cái kĩa này giờ mình không có quay được, nhưng mà chắc chắn nó là hơi đây, con Thái nhìn cho thấy này, du sen anh em ha, hơi du sen. Đấy, chớ là hua di. Đấy, hơi là du sen. Thì những con máy Trung Quốc thông thường anh em, thì trên cái bộ hơi không bao giờ có cái thương hiệu gì đâu anh em nhé. Bộ hơi không có thương hiệu gì đó, không có ghi thương hiệu trên đó anh em ạ. Nhưng mà
máy của Trung Quốc chính hãng ha, thì sẽ được trang bị những cái phụ kiện gọi là những phụ kiện gọi là chất lượng anh em ha. Thì em máy này Quang Thái báo giá một lần nữa để anh em mà nào mà mới vô anh em thì biết giá luôn, là 2.3 triệu nha anh em, 2.3 triệu bao ship, là chưa có lam xích anh em ha. Còn anh em mình muốn dùng lam xích 50-60, lam xích xịn, lam xích thường thì cộng vô anh em ha. Thì Quang Thái có đỡ số điện thoại trên màn hình đấy, anh em có nhu cầu thì nhu cầu dùng máy thì liên hệ số điện thoại trên anh em ha. Thì con máy này máy Trung Quốc đa phần đều là công suất đưa ra là 52cc anh em đấy, và quả bê tông của em này là 45mm nha anh em đấy, 45mm quả bê tông này là 45mm. Thì thừa sức mà đỡ cắt một cái thân gỗ tầm 30-40cm là dư sức anh em ha. Đấy, hàng rất là chất lượng anh em, KV rất là chất lượng anh em ạ. Đấy, cửa hàng Quang Thái cũng bán khá nhiều mẫu KV anh em ạ, kể cái cỏ ha, 143, 330, 541 và cưa gỗ các loại anh em ha. Nhưng mà clip này thì Quang Thái nói về cưa gỗ G750 thôi anh em ạ. Đấy, nhìn máy rất là sắc sảo anh em, khéo ok trong tầm giá anh em ha. Đấy, rất chắc chắn anh em ạ. KV này xài rất là ok anh em ạ. Rồi, xin phép anh em Quang Thái dừng clip tại đây. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.